Vào buổi sáng ngày hôm nay, đại pháo của Hoa Kỳ đã tới chiến trường ở bên Ukraine. Theo người xếp của Hoa Kỳ, báo cho biết 90% đại pháo của Hoa Kỳ đã tới bên Ukraine. Và có một số đại pháo đã xài rồi trong chiến trường. The flow into the region continues. Theo của đại diện Pentagon báo cho biết, súng ống đang gửi qua bên Ukraine vẫn tiếp tục và đang gửi qua rất là nhanh. Theo người chức trách của Congress, báo cho đài NBC biết, Ngày hôm nay, Ukraine hỏi Hoa Kỳ, hỏi Hoa Kỳ hãy cho súng để đấu lại những chiếc tàu đó là để chống lại những chiếc tàu của bên Nga nằm dọc dài ở Biển Đen ở bên Ukraine. Trong lúc này thì bên nước Nga cũng đưa ra chuyện cảnh báo. Và bên nước Nga nói những cái súng ống gì mà của NATO của nước ngoài gửi vô Ukraine thì nước Nga sẽ bắn quỷ bỏ hết những cái đó.

đó là theo người chức trách của hoa kỳ báo cho biết New York Times báo cho biết đó là hoa kỳ đưa ra những tình báo giúp đỡ cho bên ukraine để chống lại bên nước nga và đối phó với những người xếp của bên nga đó là người không tên chức trách hoa kỳ báo cho biết theo chức trách của Hoa Kỳ cũng không có nói là bao nhiêu người xếp của bên nước Nga đã bị giết chết. Không có chắc chắn 100% những gì nói là sự thật. Theo của người xếp Hoa Kỳ báo cho biết thông tin tình báo của Mỹ báo cho Ukraine biết về của nước Nga đó là không phải để cho Ukraine giết những người xếp của nước Nga. Trong lúc này chiến tranh vẫn tiếp tục ở ngay thành phố Mariupol nằm dưới hãng thép. Đó là chỗ đánh cuối cùng ở ngay thành phố Melubo. Cho dù trong tuần này đã cứu một số người trong đó ra, nhưng mà bên trong hiện tại ngay bây giờ còn rất là nhiều người bị kẹt ở bên trong. Theo cái cô còn sống sót ra chỗ đó, báo cho biết ở trong đó chúng tôi đây đếm giống như 5 phút có bơ một lần, 10 phút có bơ một lần, hay như thế nào đó. Chúng tôi ở trong đó là suy đoán có thể chết bất cứ lúc nào. Theo của nhà báo Associated Press, họ điều tra. Vào tháng 3 ngày 16 Tây, có khoảng chừng 600 người đã bị chết. The lúc đó, nước Nga đã thả bơm xuống ngay chỗ nhà hát. Con số tính ra ngay bây giờ, người chết cấp đôi của những gì chính phủ bên Ukraine đón vào lúc đó. Hiện tại ngay bây giờ thì họ đang coi từ chi tiết chuyện gì đã xảy ra trong lúc này đa số ở bên meubo nước nga đang nắm hiện tại ngay bây giờ cũng không có biết chắc là bao nhiêu người chết ở trong thành phố